Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, người dân từ các nơi về Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Song song đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Đến sáng ngày 26 tháng 1, toàn tỉnh có tổng số ca mắc COVID-19 là 36.934 ca, trong đó có 37.312 ca kết thúc điều trị và 339 ca đã tử vong. Tính đến nay, tỉnh đã bao phủ 100% mũi 1 vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 2 đạt 98,1% dân số từ độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và mũi 3 đạt gần 53,2%.